Hades và Eris đã theo phe Kronos để tàn hại loài người. Còn là hy vọng duy nhất còn lại cho thế giới. Nó đã bắt đầu. Hãy sẵn sàng chứng kiến tận thế. Giữ vững hàng ngũ. Hãy hợp lực. Còn chờ gì nữa? Thiêu chết nó đi. Cơn thịnh nộ của các Titan, thứ 6 ngày 10 tháng 8 lúc 9 giờ tối trên kênh Max by HBO.